Ngày 5 tháng 7, Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết đã điều tra làm rõ 5 đối tượng phá ruộng dưa hấu của Lão Nông ở xã Diễn Kỷ. 5 đối tượng gồm Chu Văn Cường, 20 tuổi, Chu Minh Nam, 18 tuổi, Nguyễn Trọng Tấn, 17 tuổi, Nguyễn Đức Phong, 18 tuổi và Lê Trung Huấn, 18 tuổi, cùng trú tại huyện Quỳnh Lưu. Bước đầu các đối tượng khai nhận, trưa ngày 3 tháng 7, khi đến hái trộm dưa hấu tại ruộng của ông Phan Văn Tôn, 66 tuổi, trú thôn 2 xã Diễn Kỹ, thì bị người nhà ông Tôn nhắc nhở. Sau đó cả nhóm bỏ đi uống rượu. Khi thấy trên đồng vắng bóng người, cả nhóm quay lại ruộng dưa của ông Tôn hái trộm ăn và phá nát nhiều quả với mục đích để trả thù. Trước đó như báo Sài Gòn Giải phóng online đã thông tin, sáng ngày 4 tháng 7 trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một clip ghi lại cảnh một cụ ông khoảng 60 đến 70 tuổi đau buồn, khóc ngất trên ruộng dưa hấu bị kẻ gian phá nát. Clip đã được hàng trăm người chia sẻ bình luận bày tỏ thái độ bất bình, phẫn nộ với kẻ phá hoại ruộng dưa hấu của lão nông này.